ngôi mộ cổ 2.000 năm tuổi và những bí ẩn chưa được giải đáp. Di tích mộ cổ Cử Thạch Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh, Đồng Nai được phát hiện và khai quật từ những năm 1927. Bí mật xoay quanh về ngôi mộ cổ này vẫn đang thu hút sự quan tâm của giới khảo, cổ học. Theo một tài liệu của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai, mộ Cử Thạch Hàng Gòn được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1927 khi mở đường liên tỉnh lộ 2, quốc lộ 56 ngày nay. Kiến trúc sư người Pháp đã phát hiện một tảng đá nhô cao bên cạnh gốc cây cổ thụ và tiến hành khai quật trong vòng một tháng, từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 1927. Sau đó, ông công bố kết quả vào các năm 1927 và năm 1929, đồng thời mô tả hầm mộ một cách tỉ mỉ. Hầm mộ có kiểu dáng hình hộp, chiều dài 4,2m, chiều ngang 2,7m và chiều cao 1,6m, được ghép bởi 6 tấm đá hoa cương, mỗi tấm có tỉ trọng 10 tấn, được giữ chặt với nhau nhờ hệ thống rãnh đục ở dưới nắp mộ và tấm đáy dưới rãnh 10cm, sâu 4-5cm. Nắp mộ được nâng hạ nhờ hệ thống trục rồng rọc bằng những cột đá hoa cương cao 7,5m và đá sa thạch cao 3-4m. Sau đó, kết quả công bố của ông mộ Cử Thạch Hàng Gòn đã thu hút sự chú ý và quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Chủ sự Sở Khảo Cổ người Pháp, chuyên gia nghiên cứu về văn hóa Champa cổ, ông Hergé ba lần viếng thăm mộ Cử Thạch Hàng Gòn và đưa ra một phác thảo về toàn bộ cấu trúc của ngôi mộ. Bản vẽ suy đoán của ông hiện nay đã được Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai thể hiện lại dưới dạng mô hình và đang trưng bày tại nhà bao che hầm mộ của di tích. Tiếp đó, hàng loạt các nhà nghiên cứu từ Liên Xô cũ, Đức, Bulgaria, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và giới khảo cổ học Việt Nam sau năm 1975 đã tổ chức nhiều đợt điều tra, kiểm chứng mộ Cử Thạch Hàng Gòn. Sau đó đáng chú ý hơn, nhất là các đợt điều tra khảo sát phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ thuộc Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Đồng Nai năm 1991. Năm 1996 đã góp phần bổ sung chứng cứ cho việc nghiên cứu lực giải về di tích mộ Cử Thạch Hàng Gòn. Khu phòng mộ được phát lộ và bảo tồn. Người dân dựng ngôi miếu nhỏ kế bên và đặt tên là Miếu Ông Đá. Hàng năm vào ngày 13 tháng 9 âm lịch, Ban Quý tế Miếu Ông Đá phối hợp với các cơ quan chức năng xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức lễ hội Miếu Ông Đá, mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Mùa màng bội thu thể hiện lòng ngưỡng vọng của người dân địa phương với các bậc thần linh. Lễ hội diễn ra với những hoạt động khá phong phú, đa dạng và hấp dẫn theo nghi thức và phong tục tập quán của người Việt, thu hút đông đảo cộng đồng và các dân tộc sinh sống tại xã Hàng Gòn, thị xã Long Khánh và các địa phương khác của Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Năm 2006, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều tra, đào thám sát trong phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích mộ Cử Thạch Hàng Gòn nhằm nghiên cứu sâu hơn về mộ cổ Hàng Gòn, làm cơ sở lập dự án bảo tồn. Đợt đào thám sát năm 2006 trên diện tích rộng 400m² với 58 hố, các nhà khảo cổ đã phát hiện rất nhiều mảnh gồm cổ, các dấu vết than tro, đất cháy trong từng văn hóa và một số liệu vật quý. Có thể nói là độc nhất vô nhị, đó là hai tù và bằng đồng, hai thẻ đá cùng một bàn mài. Sau khi dùng phương pháp carbon C14 phân tích xác định hiện đại 5 mẫu than cho thấy, mẫu có niên đại sớm nhất là 150 năm trước công nguyên và mẫu có niên đại muộn nhất là 240 năm sau công nguyên. Từ kết quả trên, các nhà khảo cổ học đã xác định xung quanh khu vực mộ Cử Thạch Hàng Gòn đã từng là địa bàn cư trú của cộng đồng người cổ, có thể là chủ nhân của mộ Cử Thạch Hàng Gòn. Những vết đất cháy và dấu vết của những bếp lửa, chỗ nung gốm hay lò luyện kim đồng và bên cạnh cấu trúc
mộ cự thạch Hàng Gòn, đồ sộ có lẽ cũng đã bảo tồn phong tục mai táng trong chum, trong vò bằng gốm. Theo Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai, nếu trước đây Bảo tàng Đồng Nai đã sưu tầm được vũ khí bộ qua đồng thông giao cách một cự thạch Hàng Gòn khoảng 5 km về hướng đông, nhưng chưa xác định được niên đại của chủ nhân và bộ vũ khí này, thì giờ đây những chiếc tù và bằng đồng được phát hiện trong hố thám sát có 35 được coi là gạch nối. Nói liền vũ khí qua đồng Long Giao với mộ cự thạch Hàng Gòn. Chủ nhân của qua đồng Long Giao và mộ cự thạch Hàng Gòn có thể là cộng đồng người rất thông thạo binh nghiệp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả ban đầu hé mở những bí mật trong mộ cự thạch Hàng Gòn mà bấy lâu nay các nhà khoa học đang tìm kiếm. Kết quả trên đã góp phần làm rõ thêm nền văn minh được mệnh danh là nền văn hóa khu vực sông Đồng Nai. Theo các nhà địa chất, 6 tấm đá hoa cương được sử dụng làm mộ chỉ là ở Đà Lạt hoặc ở Phan Rang, và để di chuyển những khối đá lớn nặng hàng chục tấn đi quãng đường xa trên 100 km, trong điều kiện không có đường thủy lẫn đường bộ, có thể nói là một kỳ tích của những người xây mộ. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết là người Việt cổ đã biết tập hợp nhau tạo thành sức mạnh phi thường mới có thể vận chuyển được những cấu kiện bằng đá lớn như vậy. Cũng không thấy những tảng đá to nặng như thế. Tuy nhiên, đây chỉ là những lời giả thuyết. Hiện có rất nhiều ý kiến khác nhau về đồ án khôi phục, cấu tạo, nhà mồ ban đầu. Có đồ án phỏng kiến trúc mộ cự thạch Hàng Gòn theo nhà mồ của các dân tộc Tây Nguyên, nhưng từ nhà đá đến nhà gỗ là cả một quá trình dài, không dễ có sự lặp lại về cấu trúc. Ngoài ra, các chi tiết đá còn lại chưa đủ để dựng lại một ngôi nhà như vậy, và việc khớp nối với các cột đá ổn định như trong tư thế dựng đứng là một vấn đề không hề đơn giản. Trong một bối cảnh hệ thống móng để giữ yên vị trí, các cột đá hiện không phát hiện ở di tích. Ông Lê Chí Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Đồng Nai cho biết, gần một thế kỷ trôi qua từ khi được phát hiện, một cự thạch Hàng Gòn đã thu hút sự quan tâm của nhiều giới và khách tham quan. Để hiểu rõ, nhiều người muốn đi tìm sự bí ẩn, muốn giải mã sự hiện diện của nó trong đời sống của con người cách đây 2.000 năm, nhưng chưa giải thích được. Việc tìm hiểu về chủ nhân kiến trúc một cự thạch, hình thức tín ngưỡng liên quan đến cư dân cổ vẫn còn là một sự bí ẩn hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu.